Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho mọi người một số những cái thông tin mình cho rằng là tương đối thú vị liên quan đến cái vấn đề là dự đoán cái giá trị của Bitcoin trong tương lai thì có những người dự đoán là Bitcoin có thể đạt được 150 000 có những người đạt dự đoán là có thể đạt được một triệu đô hoặc là thậm chí là cao hơn là nhiều triệu đô vậy thì những cái dự đoán này nó có phải là những cái dự đoán mà có cơ sở hay không thì mình cũng sẽ có một cái bài uh, chia sẻ và phân tích cho mọi người khá là thú vị Ngoài ra thì hiện tại mình đang thấy là ở trên trạc đồ thị nó đang xuất hiện một cái dấu hiệu mà lần gần nhất uh, điều này xảy ra trên trạc của Bitcoin đó là 3 năm về trước. Vậy thì cái tín hiệu này là gì và uh, nó cung cấp cho chúng ta những cái thông tin và những cái xu hướng gì của Bitcoin trong thời gian tới thì các bạn hãy xem đến hết video để có thể được cập nhật về những thông tin này. Uh, trước khi đến với nội dung chính của video thì với các bạn và các bạn đang giao dịch Ancoin hoặc là các bạn đang giao dịch Future và Mergin mà các bạn cảm thấy là cần cái sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể là tham khảo nhóm Telegram kênh thì mình có một nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu như là về phân tích kỹ thuật thế nên là nếu các bạn cảm thấy phù hợp các bạn có thể là để lại thông tin của các bạn ở cái phần form đăng ký bên dưới phần mô tả của video và sau đó sẽ có admin liên hệ và add các bạn ở trong cái nhóm này Ok đầu tiên thì uh, mình muốn uh, chia sẻ cho mọi người về một số những cái thông tin về những cái dự đoán liên quan đến giá trị của Bitcoin trong tương lai. Thì gần đây thì JP Morgan có một cái dự đoán về Bitcoin, đó là uh, họ dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt được mức giá là 150.000 đô, tức là gấp khoảng 3 lần so với cả thời điểm hiện tại. Uh, tuy nhiên chính JP uh, Morgan sau khi đưa ra cái dự đoán này cũng cho nói rằng là cái khả năng trong tương lai gần cái dự đoán này có thể đạt được sự thật là tương đối hạn chế. Thì cái nhận định này của JP Morgan được đưa ra thông qua cái việc coi thị phần của stablecoin như là một cái chỉ báo để mà đo lường cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường crypto. À, trước đây thì khi mà thị phần stablecoin chiếm đến 10% toàn thị trường thì những cái chuyên gia phân tích của JP Morgan đã nhận định rằng là con số này cho thấy rằng là cái tiềm năng tăng trưởng rất mạnh của thị trường crypto. Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì tổng số lượng stablecoin chỉ chiếm khoảng uh, trên đến 7 7% vốn hóa thị trường mà thôi. Mặc dù là giá của Bitcoin và ETH đã có cái sự tăng trưởng trong một khoảng thời gian vừa rồi nhưng mà JP Morgan chỉ ra rằng là cái sức tăng này là là do những cái ảnh hưởng tạm thời của cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. À, còn việc thị phần stablecoin giảm thấp cho thấy rằng là cái khả năng tăng trưởng trong dài hạn của Bitcoin ở, ở thời điểm hiện tại đang bị hạn chế khá là nhiều. Thực ra là cái con số 150.000 mà JP Morgan đưa ra nó cũng khá là khiêm tốn so với cả những cái dự định dự đoán khác và đối với bản thân mình thì mình cũng hoàn toàn đồng tình với cả GPU. Gần bản thân mình nghĩ rằng là trong mùa tới chúng ta có thể đạt được mức giá từ một trăm cho tới một uh, trăm ngàn cho cái mùa tới. Tức là mình uh, coi như là cái giá đợt tăng trưởng vừa rồi là đỉnh là khoảng 60 mấy ngàn thì mình nghĩ rằng là trong đợt tăng trưởng tới ít nhất có thể đạt được lợi ích 2 so với cả cái mức đỉnh này. Thế nên là mình cũng uh, đồng tình với cả cái dự đoán của GPU gần trong khoảng thời gian ít nhất là từ khoảng 3 4 năm tới còn xa hơn thì thì mình chưa uh, muốn nói đến những cái dự đoán xa hơn trước mắt là như vậy đã. Uh, nhưng mà uh, khác với cả GPU gần thì những cái công ty quản lý đầu tư khác ví dụ như là VanEck chẳng hạn thì họ, một, họ có một cái dự đoán về giá trị của Bitcoin cũng tương đối là sốc đối với nhiều người đó tới là lên tới là 4 triệu đô la. Thì tại sao họ lại đưa ra một con số tưởng chừng như là viển vông này? Thì uh, VanEck họ đang dựa trên một cái ý tưởng đó là họ nghĩ rằng trong tương lai À, việc bitcoin sẽ trở thành một cái loại tài sản dự trữ toàn cầu giống như là vàng thì nếu mà chúng ta đo lường dựa theo cái cung tiền M0 ấy, thì cái giá trị ước tính của bitcoin có thể đạt đến là 1,3 triệu đô và Vanek cho rằng là giá trị này hoàn toàn khả thi nếu như xem xét trong cái bối cảnh tương lai à, tiền điện tử sẽ được áp dụng à, trên phạm vi toàn thế giới và bên cạnh đó thì cái giá trị ước tính của bitcoin có thể đạt được là 4,8 triệu đô nếu mà ước tính theo cung tiền là M2. Thôi ở thời điểm hiện tại thì những cái con số dự đoán như vậy vẫn còn tương đối là À, xa xôi so với cả cái tình hình thực tế của thị trường, đúng không? À, tuy nhiên có một điều chúng ta nhận thấy được rằng là Bitcoin được công chúng biết đến và được công nhận cái tính pháp lý thì thị trường crypto đang dần trở thành một trong những cái chủ đề được quỹ lớn cũng như là những cái ngân hàng lớn rất là quan tâm. Do đó thì chúng ta không ngoại trừ khả năng là những con số khổng lồ trên à, được à, đưa ra à, cũng có thể là tạo ra một một những cái cảm giác fomo và thu hút được những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Và một cái điều rất yếu đó là khi càng có cái sự ảnh hưởng lớn thì chắc chắn là À, chính phủ họ sẽ không để thị trường này à, tự do ngoài cái tầm kiểm soát của mình. À, vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra khi mà thị trường crypto bị đưa vào cái khuôn khổ pháp luật? Đúng không ạ? Thì một cái nhà đầu tư kỳ cựu có tên là Caitlin Long à, đã viết một cái bài viết khá hay về những cái dự đoán à, khi mà thị trường crypto à, trong tương lai có thể phát triển theo những cái hướng khác nhau. Mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. À, thứ nhất đó là sẽ có một bộ phận các nhà đầu tư phản kháng lại cái việc mà bị quản lý và ủng hộ thị trường tài chính phi tập trung mà không có cái sự can thiệp của bên thứ ba thì trong cái thị trường này ấy, thì cái mã cốt lập trình sẽ là thứ mà sẽ giải quyết tất cả sẽ không có ai có thể cấm bitcoin cũng như là các cái cấu trúc của tiền tử tuy nhiên thì điều này sẽ rất khó để có thể duy trì nhất là trong cái bối cảnh mà các cái cường quốc kinh tế lớn như mỹ và eu đang ra sức xây dựng một cái hệ thống pháp luật về cái lĩnh vực này trong khi đó thì sẽ có một số người chấp nhận cái việc bị quản lý bởi các cái quy định để và đổi lại cái tương lai của thị trường tiền điện tử trở nên phổ biến hơn và có giá trị hơn à, những cái người ủng hộ này thì sẽ bao gồm những cái nhà đầu tư phố quân và những quỹ đầu tư lớn thì đây là nhóm nhà đầu tư khá là quen thuộc với cả thị trường tài chính truyền thống à, tuy nhiên thì uh, họ đã nhận ra được tiềm năng của thị trường crypto trong cái khoảng thời gian đại dịch và cũng đang rất là muốn tiếp cận thị trường này và những cái quy định chính thức thì sẽ giúp cho một trong những cái thành phần rất quan trọng này sẽ có thể tiếp cận được an toàn cũng như là dễ dàng hơn đối với thị trường crypto. <laughs> và hướng đi thứ ba đó là các cái công ty trong thị trường crypto sẽ cố gắng thích nghi khéo léo với các cái nhà làm luật song song với đó là vẫn duy trì những cái đặc tính của thị trường. Trong cái nhóm này thì đã có một số những cái doanh nghiệp đang phát triển khá là tốt, điển hình như là trường hợp của Coinbase thì sàn này họ đang rất là nỗ lực để mà tuân thủ tối đa những cái yêu cầu của chính phủ đơn cử như việc Coinbase đã hoãn phát hành cái hình thức landing USDC ngay sau khi mà SEC đã đe dọa sẽ kiện công ty này vì coi như đây là một cái hình thức chào bán chứng khoán. À, tất nhiên là cái quyết định này thì đã chịu nhiều chỉ trích uh, từ những cái nhà đầu tư nhóm một. À, tuy nhiên trong một số những cái trường hợp thì không phải lúc nào cái việc mà tuân theo những cái quy định cũng là cái điều dễ dàng. À, tại ấn độ trong thời gian vừa rồi thì ngay sau khi mà cái quy tắc thuế mới về tiền tử được quốc hội thông qua và có hiệu lực vào tháng 4 thì đã có một cái sự sụt giảm rất mạnh về khối lượng giao dịch của cả bốn sản giao dịch lớn tại đây và với cái mức thuế lên từ ba mươi được áp dụng từ những cái khoản thu nhập từ điện tử thì đây được cho là một trong những cái mức thuế không phù hợp và mang tính phân biệt đối xử nếu mà so sánh với cả những cái lĩnh vực để đầu tư khác và những người ủng hộ tiền tử tại ấn độ đã kiến nghị là chính phủ đưa ra một chính sách thuế hợp lý hơn so với cả mức này thì hiện tại chúng ta sẽ khó mà có thể nhận xét được là thị trường sẽ phát triển theo hướng nào bởi vì mỗi một hướng đều có bất lợi hạn chế nhất định đối với cả cái sự phát triển của thị trường. À, tuy nhiên thì chúng ta có thể nhận ra rằng là ngay cả khi mà chính phủ à, chưa đưa ra những quy định này thì các bản thân những cái đầu tư chúng tôi tại cũng đã à, có cái sự à, chia rẽ và không thống nhất. Đây là cái điều tất yếu mà thị trường phải đối mặt khi mà phát, muốn phát triển đến một cái mức độ nhất định. À, cái sự đấu tranh sẽ là cái sự cần thiết để mà có thể có những cái đột phá mới trong tương lai và việc thị trường crypto bị đưa vào cái khuôn khổ pháp luật sẽ là cái điều mình nghĩ rằng không thể tránh khỏi và tốt nhất là chúng ta nên tìm cách để thích, thích ứng với cả điều này trong tương lai Ok, ở phần cuối của video thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một số những cái thông tin mới ở trên cái chặt đồ thị thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với một số những cái thông tin trên cái xu hướng dài hạn của BTC trên khung tháng và cái thanh đến tháng 3 vừa rồi thì đã đóng cửa và như kỳ vọng của chúng ta là thanh đến này đã nằm trên đường EMA 9 thì đây là một cái tín hiệu uh, khá là tốt cho thấy rằng là Bitcoin hiện tại vẫn còn đang đủ uh, lực để có thể uh, có thể có được một cái bước tăng trưởng tiếp theo. Uh, tuy nhiên thì để mà chúng ta có thể khẳng định về chắc chắn cái xu hướng tăng trưởng của BTC chúng ta sẽ cần thêm cái tín hiệu xác nhận từ thanh niên tháng tư. Uh, cái điều mà chúng ta cần đó là cái thanh niên này sẽ tiếp tục đóng cửa bên trên đường EMA9, tức là tương đương với khu vực là 45.000 và đây sẽ là cái tín hiệu tốt nhất cho cái xu hướng tăng trưởng của BTC uh, trong những tháng sắp tới và hiện tại thì cái xu hướng của BTC nó vẫn đang đi khá là chính xác so với các cái nhận định của chúng ta trong uh, một hai tháng vừa rồi. Chúng ta là, là cái target tầm trên 50.000 52.000 mình nghĩ là khá là khả thi để có thể đạt được. Và cùng với đó sẽ là cái sự uh, tăng trưởng của những cái coi thế nên trong thời gian này các bạn có thể chơi tranh thủ để đánh lướt coi sẽ tương đối là hợp lý đúng không ạ? Uh, và ngoài ra thì mình đang nhìn thấy một cái tín hiệu tương đối là hiếm xuất hiện ở trên trạc tháng của BTC uh, và đã 3 năm rồi thì Bitcoin chưa xuất hiện cái tín hiệu này. Thì đó là tín hiệu ở trên cái chỉ báo Stock RSI. À, thì các bạn có thể thấy là Stock RSI nó đã bắt đầu hình thành cái tín hiệu giao cắt trong khu vực quá bán và đi lên. Và đây là lần đầu tiên từ năm 2019 à, xuất hiện cái tín hiệu giao cắt trong cái khu vực quá bán trên khung tháng của cái chỉ số này. Và cái lần gần nhất mà tín hiệu này diễn ra Bitcoin đã tăng trưởng đến tới 3 lần chỉ trong chưa đầy có nửa năm. Đặc biệt là sau khi đồ thị của Stock RSI hoàn toàn cắt lên trên cái khu vực quá bán thì các bạn có thể thấy được là cái lực tăng của Bitcoin đã trở lên à, mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng được là khi mà đồ thị Stochastic hoàn thành cắt lên trên vùng quả bán thì đây sẽ là một cái dấu hiệu tốt cho một cái đàn bật mạnh của BTC. Tuy nhiên có một cái điều mà các bạn sẽ cần chú ý đó là cái tín hiệu này à, sẽ là tín hiệu tương đối là dài hạn và đồ thị giá nó sẽ cần mất à, nhiều tháng để có thể hoàn thiện được. À, còn nếu mà chúng ta xét về cái xu hướng của Bitcoin trong tháng này thì các bạn có thể thấy là mặc dù tháng 3 là có cái tín hiệu hồi phục tương đối tốt, tuy nhiên thì cái đà tăng trưởng nó vẫn đang bị chặn lại tại khu vực uh, 47.000 và các bạn có thể thấy là có khá là nhiều những cái uh, rút dâu giảm tại đây, Đúng không ạ? Và trước đó thì cũng rất nhiều lần xác uh, nhận giá ở cái mức này là một cái vùng kháng cự mạnh. Và đã 3 tháng liên tiếp thì đồ thị của Bitcoin đều đóng cửa ở bên dưới vùng 47.000, thế nên bản thân mình đang kỳ vọng rằng trong tháng tư này chúng ta sẽ có một cây nến tháng đóng cửa ở trên vùng 47.000 thì sẽ Uh, sẽ là một cái kịch bản hoàn hảo nhất cho cái đà tăng trưởng của kể cả BTC cũng là altcoin. Thực ra là BTC trong thời gian tới thì nó sẽ khó để có thể tăng trưởng uh, vùn vụt như là cách đây chúng ta thấy như năm ngoái được nữa. Nhưng mà uh, cái việc mà bitcoin hồi phục lên thì nó sẽ làm cho cái dòng tiền nó cũng sẽ có thể hồi phục trở lại. Các altcoin sẽ hồi phục lên. Thế đó thì đó là cái điểm mà chúng ta uh, có thể kỳ vọng được ở trong cái tháng tư và cái tháng năm này nếu mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh tổng uh, quát ở trên cái đặc tháng. Và trong khoảng thời gian tháng này thì các bạn nên Uh, giao dịch uh, thật, thật sự là thận trọng không nên vì thị trường mới tăng lại một chút mà các bạn đã uh, có thể là mạo hiểm và đẩy một cái số tiền lớn vào thị trường. Nguội thì bản thân theo cái kinh nghiệm của mình thì uh, mình nghĩ rằng là những cái sóng hồi nó có thể cho chúng ta được những cái cú lợi nhuận cũng tương đối ổn nhưng mà với cái thị trường mà nó bất ổn như thời điểm hiện tại thì nếu như các bạn ví dụ các bạn vào lệnh mà các bạn uh, cái ăn cái đồng đó của các bạn tăng lên mà các bạn không uh, chốt lãi các bạn muốn có cái target cao hơn ấy, sau đó thị trường đảo chiều trở lại rất là nhanh thì Uh, sẽ khá là nguy hiểm, thế nên là, mình thấy là những cái người mà có kinh nghiệm trong cái giai đoạn này thì họ thường đi cái volume nó sẽ uh, ít hơn và sẽ uh, chưa phải là cái thời điểm tốt để mà chúng ta dồn với cả cái volume mạnh và để chúng ta uh, trade, ạ thế nên là, uh, các bạn có thể, uh, cân nhắc thật là kỹ với cái xu hướng sắp tới nó sẽ có những cái sóng pump cho ăn coi để các bạn có thể trade nhưng mà, uh, để có thể, uh, đầu tư một số tiền thực sự lớn và udin vào thì các bạn nên đứng nóc thật là kỹ mình nghĩ rằng chưa phải thời điểm tốt để có thể Uh, làm được cái điều này và thời điểm tại và trong thời gian tới thì mình cũng đang check một số những cái đồng uh, coin và mình đang check một số chặt đầu thị mình thấy khá là ổn và mình sẽ uh, chia sẻ dần cho anh em ở trong cái nhóm uh, uh, telegram nên là các bạn nào mà đang cần hỗ trợ thì các bạn có thể follow nhóm telegram để các bạn không bị miss bất cứ cái kèo nào trong cái thời gian tới. Ok cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay và xin hẹn lại mọi người trong video sau. Xin chào.